Nếu bạn đang có nhu cầu muốn mua Agroblock Block Food giá rẻ thì hãy đến ngay shop agroblock.com. Tại đây có bán rất là nhiều VIP mà giá vô cùng hời, chẳng hạn như có mochi, có song kiếm và rút human, thì hãy đến shop agroblock.com. Ok, what's up man, chào mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Đạt Tác Cờ đây. Thì từ hổm tới bây giờ là mình cũng đã làm video rất là nhiều về những cái bản hát mới để có thể gửi đến cho mọi người rồi. Thì trong số đó thì có rất là nhiều bạn kêu mình là anh ơi, hổm giờ anh làm rất là nhiều cái bản menu hát rồi mà anh chưa có làm về cái bản menu hát gương. Thì ngày hôm nay thì anh có thể nào tìm những cái bản menu về auto farm gương, auto farm cây đâu đen chiến thánh rồi để cho tụi em được không? Để tụi em có thể sử dụng. Đấy, thì nói chung là có khá là nhiều bạn yêu cầu mình làm về một cái bản hát có thể nói là auto family với là auto farm gương chép rồi đó. Thì để không để mọi người chờ lâu thì ngày hôm nay trong cái video này thì mình sẽ mang đến cho mọi người một cái phiên bản hát menu mới cực kỳ VIP luôn. Và cái phiên bản hát này thì nó chỉ có đúng một cái chức năng duy nhất nha mọi người, đó là chức năng auto farm gương, farm chiến thánh và farm cây rau đen ha. Đó, nó sẽ giúp cho mọi người farm được những cái thứ đó một cách là cực kỳ đơn giản và dễ dàng nha mọi người. Thì bản hát này thì những bạn nào mà sơ 1, sơ 2, sơ 3 đồ là đều có thể sử dụng được hết luôn ha. Và hoàn toàn miễn phí nha mọi người, không cần nhập khay. Thì mọi người nghe tới cái chữ là không cần nhập khay thì mọi người cũng thấy là nó VIP ra sao rồi đúng không? Thì có khá là nhiều các bạn hát dạo gần đây là nó yêu cầu mọi người là phải nhập khay. Thì đối với lại các bạn hát mà auto farm chat ngày hôm nay mình mang đến cho mọi người này là nó sẽ giúp cho mọi người farm được cực kỳ nhiều chat luôn, nhiều gương á mọi người. Đó, auto farm gương ấy nó sẽ giúp cho mọi người farm được cực kỳ nhiều gương luôn và farm được cây đâu đen với lại chiến thánh luôn nha mọi người. Thì link sau VIP thì mình sẽ để link dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận game. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình test cho bạn hát đó ngày hôm nay cho mọi người xem ha. Thì nói chung là các bạn hát thì nó chỉ có đúng một cái chức năng duy nhất thôi, đó là chức năng auto farm gương, farm belly, farm chiến thánh, farm cây đâu đen rồi ấy. Thì bởi vậy là mọi người cứ yên tâm mà mọi người sử dụng đi, không có bị ban hay là không có bị mất ạc rồi đâu. Đó, thì hiện tại là mình đang sử dụng một cái app chính của mình để mình test cho mọi người luôn nè. Thì mọi người đủ hiểu là cái độ an toàn của nó ra sao rồi. Rồi ở đây mình sẽ tiến hành mình copy cái bản hát đó để mình vào trong cái link hát mình dán và mình chạy nha mọi người. Thì hiện tại là link tải những cái link hát này thì mình sẽ để dưới phần mô tả hoặc là phần luận game. Thì chúng ta sẽ có khá là nhiều link hát này, link DataX là cái link mình đang dùng này, link Flusu này, link giọt nước này, link Kato này, rồi rất là nhiều cái link hát nha mọi người. Thì mọi người sử dụng cái link hát nào cũng được, do là ở đây là mình sử dụng bằng cái link DataX quen rồi thì bởi vậy mình chỉ sử dụng cái này thôi ha. Rồi copy rồi, bây giờ dán ra này. Đây thì đây là cái auto farm chat nha mọi người. Đó, cái script auto farm chat dán ra rồi thì bây giờ mọi người nhấn vào cái chữ là execute. Đó, mọi người nhấn để mọi người chạy lên cho mình ha. Thì cái bản hát này là của bạn Hòa Boy TV nha mọi người. Thì những bạn nào mà xem kênh mình đã lâu rồi thì mấy bạn có thể biết là mình đã từng review 1-2 cái bản hát của bên ngoài bạn Hòa Boy TV này rồi nha mọi người. Thì nói chung là bạn Hòa Boy TV này thì chuyên làm về những cái bản hát mà dạng menu tiếng Việt á mọi người. Thì bạn nào mà chưa coi thì có thể vào kênh mình để xem là những video mà mình đã từng review rồi ha. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho mọi người một cái phiên bản hát gương, farm cây đâu đen và farm belly trong cái block food update 19 này của bạn Hòa Boy TV ha. Rồi thì đây là cái bản menu nha mọi người. Thì khi mà mọi người mới vừa mở lên thì chúng ta sẽ có một cái bản menu như vậy. Và bạn Hòa Boy TV này theo kiểu là vừa làm menu vừa giỡn á mọi người. Thì bởi vậy là sẽ có một số từ ngữ nó hơi bị nhạy cảm một tí, thì mọi người không có cần tìm hiểu cái đó là cái gì đâu ha. Chẳng hạn như là cái bản hát này nó tên là Hòa Boy TV hát cày Bailey cộng lấy cây rau con gì đó, thì mọi người đọc mọi người hiểu chứ mọi người đừng có đọc lên, nó hơi 18 cộng một tí. Thì đây như mọi người thấy là chúng ta cái này chưa là cái bản menu đâu nha mọi người. Cái bản menu thì nó sẽ nằm ở trong nữa, cái này là chỉ cái bản giới thiệu thôi. Thì ở đây là mọi người sẽ quan trọng mọi người tìm tới cái chỗ là cái chữ là bật bản hát cho mình thôi. Đây mọi người nhấn vào cái chữ bật bản hát thì nó sẽ tiến hành nó bật cái menu hát lên ha. Còn ở đây thì nó để là nếu bạn muốn có những cái bản hát ngon anti ban thì hãy đăng ký kênh YouTube gì đó cái thứ bạn Hòa Boy TV này đấy. Và ở đây mọi người đừng có quan tâm những cái khác, mọi người chỉ quan tâm cái chữ là bật bản hát này. Mọi người nhấn vào chữ bật bản hát cho mình đó, nhấn vào một phát thôi thì lập tức là nó sẽ tiến hành nó chạy cái bản menu hát lên này. Đây thì đây nha mọi người, đây là cái bản menu hát mà ngày hôm nay mình mang đến cho mọi người. Thì mọi người có thể thấy là khi mà bật lên là chúng ta sẽ có là một cái là bật auto chat và một cái là bật sân bounty. Thì hiện tại là cái sân bounty này là nó đang trong quá trình bị lỗi nha mọi người, nó đang được bạn Hòa Boy TV update lên thì nó không có sử dụng được. Thì hiện tại là nó chỉ sử dụng được cái bật auto chat này thôi. Auto chat này là nó sẽ theo kiểu giúp cho mọi người farm gương, farm belly, farm cây râu đen và farm chiến thánh đó, rất là nhiều ha. Rồi thì ở đây bây giờ mọi người muốn sử dụng thì mọi người chỉ cần nhấn vào cái chữ là bật auto chat là sẽ tự động đi farm cho mọi người thôi. Đây bây giờ mình nhấn vào nè, đó nhấn vào một phát thôi. Rồi nhấn vào xong thì mọi người đợi giúp mình ha. Mọi người đợi giúp mình là khoảng chừng vài giây là nó mới tiến hành nó hoạt động nha mọi người, chứ không phải là nhấn vào xong là nó hoạt động liền ha. Đó mọi người thấy không?
Thì khi mà đối với lại cái bản hack này á, do là nó giúp cho mọi người farm cây râu đen với lại chén thánh được á, thì bởi vậy là bên tay phải của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái phần, đó là phần bật với lại phần tắt nè mọi người thấy không. Trong cái quá trình chơi, nếu mà mọi người farm ra được cây râu đen hoặc là chén thánh á, thì mọi người có thể bấm vào cái chữ tắt là nó sẽ tiến hành nó dừng lại nè, đấy, để cho mọi người đi chịu hồi boss để đi đánh nhau được cái thứ. Còn nếu mà bạn nào mà muốn sử dụng tiếp thì mấy bạn ấn vào cái chữ enable đó, nhấn vào enable là sẽ tự động nó hoạt động tiếp nè mọi người thấy không. Đấy, gương đồ thì lượm rất là nhiều nha mọi người, đấy, lượm full gương luôn nè, đấy. Rồi muốn tắt thì bấm vào chữ tắt thì nó sẽ dừng lại đó mọi người thấy không. Muốn tắt thì bấm vào chữ tắt thì sẽ dừng lại. Còn muốn hoạt động tiếp thì mọi người nhấn vào enable là sẽ hoạt động tiếp. Thì đối với lại cái bản hack này thì khi mà nó lượm hết gương rồi á là nó sẽ tự động nó chuyển qua cái server khác luôn nha mọi người. Đây hiện tại là mình đã lượm hết gương rồi nè. Đấy, lượm hết rồi thì nó sẽ tự động nó chuyển qua cái server khác mà mọi người không có cần chuyển ha. Thì sau khi mà chuyển qua server khác rồi thì bây giờ mọi người chỉ cần vào mọi người nhập lại cái bảng menu để mọi người sử dụng thôi. Thì nói chung á là cái bản hack này á thì nó chỉ có một cái chức năng duy nhất, đó là auto farm gương, farm cây râu đen và farm chiến thánh, thì bởi vậy là mọi người cứ yên tâm ha. Rồi, thì ở đây á là mình đã chuyển qua cái server khác rồi nè mọi người. Thì cái chuyển server này á là nó sẽ tự động nó out ra để nó vào lại cái server khác cho mọi người, để cho mọi người có thể có được gương để mọi người đi farm tiếp. Khá là ngon ha. Rồi thì ở đây á là mình đã vào lại rồi, thì bây giờ mình vào trong này. Đấy, vào trong rồi. Bây giờ chỉ cần vào cái link hack, dán cái bảng menu hack vào thôi. Đấy, dán vào rồi nhấn chạy này. Rồi, đợi thôi nha mọi người. Đó, đợi cái bảng menu hack nó mở lên, nhấn vào bật bảng hack. Rồi, đấy thì nói chung á là cái cách mà hoạt động của cái bảng hack này á thì nó khá là đơn giản với tất cả mọi người ha, nó không cần sử dụng khay nha. Rồi mình bật auto chat thêm một lần nữa này. Đây bấm vào bật auto chat và đợi nha mọi người, nhớ đợi nha, nhấn một lần thôi. Đấy, đợi thì nó sẽ tiến hành nó đi lượm tiếp nè mọi người thấy không? Đó. Thì nó đi lượm thì trong quá trình lượm nếu mà có cây râu đen hoặc là chiến thánh xuất hiện á thì mọi người lượm xong mọi người nhấn vào chữ tắt là nó sẽ tự động nó dừng lại như vậy. Thì sau khi mà dừng lại xong á nó sẽ dừng đột ngột luôn nha mọi người, chứ không phải là nó lượm xong hết nó mới dừng ha. Đó, nó lượm nó dừng lại luôn, mọi người bấm phát là nó dừng luôn. Thì dừng xong rồi mọi người muốn đi chịu hồi boss, mọi người đánh đâu đó thì mọi người chịu hồi, còn không thì mọi người sẽ hoạt động tiếp. Đấy, mọi người thấy không? Mượt cực kỳ nha mọi người, thề mình thấy mọi người là cực kỳ mượt luôn. Đó, xong hết rồi sẽ tự động chuyển qua server khác nữa nè. Đấy thì nói chung là bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình treo khoảng 1-2 cái server nữa. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành mình dừng video ở đây. Thì nói chung là cái tỷ lệ mà ra cây râu đen với lại chiến thánh thì cũng tùy vào cái vận may của mỗi người. Còn cái vận may của mình thì luôn luôn xui rồi mọi người ạ. Thì bởi vậy là đối với mình là cái chiến thánh với lại cái cây râu đen là nó là một cái gì đó rất là xa vời đối với mình mọi người. Đây, hiện tại vào lại rồi, bây giờ dán vào sử dụng tiếp thôi. Đấy, nó không có mất mọi người một cái bất kỳ đồng nào hết, thì mọi người chỉ cần là chuyển qua server khác rồi bật lại thôi là có thể sử dụng được. Rồi, bật auto farm chat này, nhấn vào rồi ha, nhấn vào rồi đợi thôi. Đấy, mọi người đợi giúp mình là sẽ tự động farm tiếp này. Đấy mọi người thấy không? Tiền thì vào liên tục. Đó, tiền thì vào liên tục nha. Đấy. Đó mọi người thấy chưa? Nó lụm này. Trời ơi nó lụm quá ngon nha mọi người, tiền nhảy vào liên tục luôn. Hiện tại là cái số belly của mình nó đã chạm mốc là 2000 mốt luôn rồi mọi người ạ. Rồi, hết rồi sẽ tự động chuyển tiếp. Đấy mọi người thấy mượt không? Thì nói về cái bị kích á là mình thấy là nãy giờ nó chưa bị kích gì nha mọi người. Mình thấy là nó lụm hết rồi, tự chuyển qua cái server khác thôi. Còn bạn nào mà muốn đây thì mình sẽ farm thêm một lần cuối nữa ha. Còn bạn nào mà muốn sử dụng đồ ấy thì có thể kéo xuống phòng tả hoặc là phòng đựng game. Còn đây thì mình sẽ sử dụng thêm một lần nữa. Cái cây râu đen với lại chiến thánh làm như nó trốn luôn rồi mọi người ạ. Nó không có xuất hiện rồi. Rồi bật hack nào. Đây mọi người đợi một tí ha để cho tiến hành nó bật. Rồi nhấn vào auto farm chat rồi, sau đó đợi ha nè. Đợi, mọi người đợi giúp mình vài giây thì nó sẽ tiến hành tự đi farm thôi. Rồi thì đấy lại hết rồi thì sẽ tự động chuyển server. Rồi thì nói chung á là trong cái bản hack này thì đó là những gì mà mình muốn mang đến cho mọi người. Nếu mà bạn nào muốn farm được thật là nhiều belly hoặc là farm cây râu đen chiến thánh đồ thì mọi người có thể sử dụng cái bản hack này. Link sau rip thì mình sẽ để link dưới phần mô tả hoặc là phần luận game kèm theo với lại những cái link hack ha. Ok và bye bye tất cả mọi người, và hẹn mọi người vào những video sau. Bye bye.